Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên trưa ngày hôm nay. Hôm nay là thứ năm ngày 23 tháng 5 năm 2024, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này, kênh sẽ gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch trưa nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới tiếp tục suy giảm sau khi đã giảm mạnh trong phiên đêm qua theo giờ Việt Nam, hiện tại đứng ở mức 2.372 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ cũng quay đầu giảm nhẹ, đứng ở mức 104,9 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin trong xuống giảm nhẹ, đứng ở mức 69.500 đô la Mỹ trên Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng nhẹ, giao dịch ở mức 4,430% trên một năm. Còn đối thị trường năng lượng, giá dầu thô trong xuống giảm đứng ở mức 77,12 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước, sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới đã bốc hơi dữ dội do xuống của đồng bạc xanh tăng giá, nhà đầu tư chưa dừng động thái bán chốt lời. Cụ thể, giá vàng biến động mạnh khi một số nhà hoạch định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed khuyến nghị tổ chức này nên đợi thêm vài tháng nữa để bảo đảm lạm phát thực sự hạ nhiệt trước khi bắt đầu cắt giảm lãi suất. Phản ứng với thông tin này, đồng bạc xanh tăng giá so với đồng euro và nhiều đồng tiền khác, giá vàng trên thị trường thế giới đã rơi vào thế bất lợi. Trước sức ép của đồng bạc xanh, có thể giới đầu cơ lo ngại việc nắm giữ vàng sẽ giảm mức độ sinh lời. Thế nên trong phiên giao dịch đêm qua theo giờ Việt Nam, khi giá vàng giao dịch quanh vùng giá 2.400 đô la Mỹ trên một ounce, họ đã ồ ạt bán ra. Theo đó, đến khoảng 6 giờ sáng nay, giá vàng trên thị trường thế giới giảm mạnh 42 đô la Mỹ trên một ounce, xuống quanh vùng giá 2.380 đô la Mỹ trên một ounce và đến thời điểm này tiếp tục giảm nhẹ. Tuy nhiên, về mặt xu hướng của giá vàng, theo tạp chí Phố Quân, sự phục hồi của vàng trong nhiều tháng qua chủ yếu là do hoạt động mua vào của các ngân hàng trung ương, đặc biệt là nhu cầu từ các nhà đầu tư Trung Quốc. Các ngân hàng trung ương trên thế giới cũng đang bắt đầu đa dạng hóa đồng bạc xanh. Những yếu tố này sẽ tiếp tục tạo lực đẩy cho vàng trong tương lai. Một số chuyên gia đã lạc quan dự báo giá kim loại quý này sẽ chạm ngưỡng 3.000 đô la Mỹ trên một ounce trong tương lai không xa. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Đến thời điểm phiên trưa ngày hôm nay, mặt hàng vàng miếng SJC cũng như là vàng nhẫn vô số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác đồng loạt điều chỉnh giảm mạnh. Tuy nhiên, với mức độ điều chỉnh giảm của mặt hàng vàng miếng SJC thì mạnh hơn. Như quý vị và các bạn đang quan sát trên màn hình, mặt hàng vàng miếng SJC được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn giảm 1.100.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra. Hiện tại đang niêm yết trên cả ba thị trường Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, mua vào mức 87,80 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 89,80 triệu đồng trên một lượng. Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji đang niêm yết trên thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, mua vào mức 88 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 89,80 triệu đồng trên lượng, giảm 900.000 đồng trên một lượng mua vào, 700.000 đồng trên một lượng bán ra. Với Doji trên thị trường Hà Nội, mua vào mức 87,80 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 89,60 triệu đồng trên một lượng, giảm 1.100.000 đồng trên một lượng mua vào, 900.000 đồng trên một lượng bán ra. Với công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận hay gọi là PNG, niêm yết trên hai thị trường Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có cùng mức giá, mua vào 87,70 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 89,70 triệu đồng trên một lượng, giảm 1.200.000 đồng trên một lượng mua vào, 800.000 đồng trên một lượng bán ra. Đa giảm này cũng được duy trì ở các hệ thống kinh doanh còn lại. Mặt hàng vàng nhẫn vô số 9 tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, mua vào mức 75,20 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 76,80 triệu đồng trên một lượng, giảm 600.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Mức giá này được áp dụng cho giá nhận bộ số 9 từ 1 đến 5 chỉ, với giá nhận bộ số 9 loại nửa chỉ của công ty này, mua vào mức 75,20 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 76,90 triệu đồng trên một lượng, giảm 600.000 đồng trên một lượng cả chiều mua vào và chiều bán ra. Mặt hàng vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu mua vào mức 75,62 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 77,12 triệu đồng trên một lượng, giảm 500.000 đồng trên một lượng cả chiều mua vào và chiều bán. Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá đô la Mỹ các hàng thương mại tăng 4 đồng trên một đô la Mỹ cả chiều mua vào và chiều bán ra so với giá đóng cửa hôm qua, mua vào mức 25.240 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 25.470 đồng trên một đô la Mỹ. Giá đô la Mỹ trên thị trường tự do mua vào mức 25.650 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 25.740 đồng trên một đô la Mỹ. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước hiện tại, sau đây là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch trưa nay. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên là giá vàng SJC tại ba thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 đến 10 lượng mua vào 8.780.000, bán ra 8.980.000, giảm 1.100.000 đồng trên một lượng mua vào và chiều bán ra, hay là giảm 110.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều vào chiều bán ra hiện tại đang ở mức 2 triệu đồng trên lượng và đơn vị đo bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ.
STC Hà Nội và STC Đà Nẵng mua vào 8.780.000, bán ra 8.980.000, giảm 110.000 ở chiều vào và chiều bán ra. Doji Hồ Chí Minh mua vào 8.800.000, bán ra 8.980.000, giảm 90.000 ở chiều mua, 70.000 ở chiều bán. Doji Hà Nội mua vào 8.780.000, bán ra 8.960.000, giảm 110.000 ở chiều mua, 90.000 ở chiều bán ra. PNG Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội mua vào 8.770.000, bán ra 8.970.000, giảm 120.000 ở chiều mua, 80.000 ở chiều bán ra. Phú Quý SCC mua vào 8.780.000, bán ra 8.950.000, giảm 90.000 ở chiều mua, 10.000 ở chiều bán. Bảo Tín Minh Châu mua vào 8.785.000, bán ra 8.950.000, giảm 110.000 ở chiều mua, 100.000 ở chiều bán. My Hồng SCC mua vào 8.890.000, bán ra 8.980.000, giảm 60.000 ở chiều mua, 70.000 ở chiều bán ra. Ngân hàng Eximbank mua vào 8.780.000, bán ra 8.980.000, giảm 70.000 ở chiều vào và chiều bán. Ngân hàng TPBank Gold mua vào 8.780.000, bán ra 8.960.000, giảm 110.000 ở chiều mua, 90.000 ở chiều bán ra. Ngân hàng VietinBank mua vào 8.800.000, bán ra 9 triệu, giảm 90.000 ở chiều vào và chiều bán ra. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác. Thời điểm này giảm 1.100.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra, hay là giảm 110.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều vào chiều bán ra hiện tại vẫn đang ở mức 2 triệu đồng trên lượng. Hiện tại đang được niêm yết như sau: SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 8.780.000, bán ra 8.980.000. STC Huế mua vào 8.780.000, bán ra 8.980.000. STC Biên Hòa, Miền Tây, Quảng Ngãi, Long Xuyên mua vào 8.780.000, bán ra 8.980.000. STC Bạc Liêu mua vào 8.780.000, bán ra 8.980.000. STC Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 8.780.000, bán ra 8.980.000. Cuối cùng là giá nhẫn đồ số 9 và một số loại vàng nữ trang STC khác hiện tại cũng duy trì đà giảm trong khoảng từ 250.000 đến 600.000 đồng trên một lượng, hay giảm trong khoảng 25.000 đến 60.000 đồng trên một chỉ tùy mỗi loại vàng hiện tại đang được niêm yết như sau: nhẫn đồ số 9 từ 1 đến 5 chỉ mua vào 7.520.000, bán ra 7.680.000. Vàng 4 số 9 mua vào 7.500.000, bán ra 7.600.000. Cùng giảm 60.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra với hai loại vàng này. Vàng 24K mua vào 7.324,8 nghìn, bán ra 7.524,8 nghìn. Vàng 18K mua vào 5.465,6 nghìn, bán ra 5.715,6 nghìn. Vàng 14K mua vào 4.196,2 nghìn, bán ra 4.446,2 nghìn. Vàng 10K mua vào 2.934,5 nghìn, bán ra 3.184,5 nghìn. Vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu mua vào 7.562.000, bán ra 7.712.000. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được kênh liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông bên cạnh để mỗi khi có bản tin mới, kênh sẽ tiện thông báo từ quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.